Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay phía trước cửa của Tòa Đại sứ Úc tại Berlin. Và cũng tại cái thời gian vừa qua, gần đây nhất đã xảy ra một cái vấn đề, đó là Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc hội Úc tuyên bố Trung Quốc độc tài và hiểm ác như phát xít Đức. Thì đây là bài báo mà chúng tôi có thể truyền tải để các bạn cùng xem cái thông tin đó. Đây là hình ảnh của tờ báo The Guardian đưa ra vào ngày 8 tháng 8 năm 2019. Và trong bài báo này thì ghi rất rõ, ông André Hastia, Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc hội Úc, nhận xét phản ứng của phương Tây trước sự bành trướng của Trung Quốc yếu ớt như thời Pháp dàn quân chống phát xít. Vâng, và các bạn cũng có thể xem cụ thể những thông tin được ghi trong bài báo rất quan trọng này, được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2019. Và ở đây chứa đựng những nhiều thông tin mà báo chí trong nước không đăng tải hoặc không đăng tải đầy đủ. Và sở dĩ tại sao Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc hội Úc đã tuyên bố là như vậy, là Trung Quốc độc tài và hiểm ác như phát xít Đức. Bởi vì các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua, ngay khi Trung Quốc đưa tàu ra để tập trận 2 ngày liền ở bờ biển Biển Đông. Đây hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ở trên những trang báo, và chúng tôi xin chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh của tàu Phượng Hoàng, và họ đã tập trận và bắn đạn thật liên tục 2 ngày ở trên Biển Đông và đe dọa an ninh và hòa bình và ổn định các nước khác ở xung quanh, cũng như là đe dọa cái tự do hàng hải và tự do hàng không ở bay trên vùng trời mà ngay khu vực bờ biển này. Với cái quần đảo Hoàng Sa cũng như rất nhiều đảo ở Trường Sa thì Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép từ trước năm 1974. Họ đã đánh chiếm cái khu vực đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, và sau đó năm 1984 thì họ cũng đã có những cái tiếp tục gây hấn, và trong cái thời gian đó họ cũng đã bắn chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam để chiếm đảo Cạc Ma. Điều đó cho đến nay thì Việt Nam tiếp tục ghi nhận, và những cái căng thẳng này vẫn tiếp tục tiếp diễn. Cụ thể nhất là trong thời gian vừa qua, ở ngay khu vực bãi Tư Chính là nằm trong cái thềm lục địa của Việt Nam 200 hải lý, đó là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì Trung Quốc đã cho rất nhiều tàu, có lúc đến 80 chiếc tàu để tuần tra hộ tống những chiếc tàu mà để khai thác và chuẩn bị khai thác tài nguyên. Đó là việc họ đã thăm dò cái vùng thềm lục địa đó của Việt Nam. Đây là cái việc mà vi phạm rất trắng trợn những cái công ước quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết trước đó. Và cũng ông André Haste, Chủ tịch Ủy ban Tình báo An ninh và Quốc hội Úc, cũng nhận xét là phản ứng của phương Tây trước sự bành trướng của Trung Quốc như vậy là chưa đủ. Trong cái bài báo các bạn vừa xem lúc nãy, đây là bài báo mà các bạn có thể tham khảo, và chúng tôi sau cái phát hình này chúng tôi sẽ chia sẻ bài báo này để các bạn cùng tham khảo thêm. Bởi vì các bạn cũng đã biết là ông André Hastia là cái người chính trị gia của Úc và thường xuyên theo dõi tình hình Biển Đông cũng như là cái hoạt động của Trung Quốc ở trên vùng biển đó. Và ông cũng đã chứng kiến rất nhiều những lần những tàu thuyền Trung Quốc liên tục đâm va vào những tàu thuyền của Việt Nam, cướp ngư cụ của ngư dân Việt Nam, cướp cá, và thậm chí họ đã lao cả vào những tàu của cảnh sát biển Việt Nam để đe dọa và gây thương tích cho những cái chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như làm phá hủy, phá hỏng những chiếc tàu cảnh sát biển của Việt Nam này, mặc dù Việt Nam đi tuần tra trên cái vùng biển của Việt Nam không thể tranh cãi, đó là vùng 200 hải lý và những cái quần đảo mà Việt Nam đang nắm giữ cũng như là bảo vệ cái tự do hàng hải ở khu vực này, nhưng Trung Quốc vẫn liên tục gây hấn. Và cũng ông Chủ tịch Liên Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc hội Úc cũng nói thêm, ông đã nói rằng là cảnh báo rằng là Úc đã thất bại khi không nhìn ra tính linh động của người láng giềng độc tài. Sở dĩ ông ta đã nói Trung Quốc tại sao lại là láng giềng độc tài, bởi vì các bạn cũng đã biết hiện nay ở Trung Quốc họ đã liên tục bị quốc tế và thế giới lên án về việc là họ đàn áp những cái người dân tộc thiểu số, hoặc là những cái người ở những cái khu địa bàn, những khu vực hẻo lánh xa xôi. Mà cụ thể nhất mà các bạn thấy ở đây là hình ảnh của Trung Quốc đã đàn áp những cái người là Phật giáo Tây Tạng bị đàn áp. Và hình ảnh này, rất nhiều hình ảnh như vậy đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng, kể cả một số tờ báo trong nước tại Việt Nam cũng đã đăng tải những hình ảnh này, và quốc tế cũng đã lên tiếng liên tục về việc Trung Quốc là đàn áp Phật giáo Tây Tạng. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo trên những trang truyền thông, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay sau khi cái chương trình phát hình này. Và sở dĩ
tiếp tục nói Trung Quốc tại sao lại hiểm ác như phát xít Đức. Bởi vì các bạn cũng đã biết những cái Trung Quốc đã phá rỡ cái học viện Phật giáo lớn nhất Tây Tạng. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể nhìn thấy trên những cái phương tiện khác, và chúng tôi xin chia sẻ thêm. Đây là cái học viện rất lớn, và ở đây thì Bắc Kinh tuyên bố khu vực hơn 100 năm tuổi ở Himalaya thuộc sở hữu của Trung Quốc, họ nói là của Trung Quốc. Năm 1950, Trung Quốc đưa quân đội tới chiếm giữ Tây Tạng. Một số khu vực trở thành khu tự trị Tây Tạng và một số khác gộp chung vào các tỉnh vùng biên của Trung Quốc. Thế đây là hình ảnh các bạn thấy. Và sau khi họ đã chiếm được Tây Tạng rồi, năm 1950 rồi, thì họ bắt đầu là có những cái chiến lược xua dân đi, bắt giữ những cái người tu hoặc hành trong những cái khu nhà này, và đồng thời họ sát nhập vào những cái địa bàn khác nhau trở thành của Trung Quốc. Và đấy là cái điều mà hết sức tai hại, và cũng chính vì vậy mà có lẽ là ông chủ tịch Ủy ban Liên minh Liên ban Tình báo An ninh Quốc hội Úc đã tuyên bố rằng Trung Quốc độc tài và hiểm ác như phát xít. Đây các bạn nhìn rõ rất rõ đây. Và ngoài ra trước đó thì các bạn cũng đã biết Mỹ và Nhật cùng Úc đã lên án hành vi cản trở khai thác dầu khí ở Biển Đông. Đây là hình ảnh mà quốc tế tiếp tục lên án của Trung Quốc. Đó là và ở đây thông tin ghi rất rõ là Ngoại trưởng Mỹ, Nhật, Úc đã cùng bày tỏ quan ngại về các hoạt động cản trở khai thác dầu khí cũng như việc cải tạo và phát triển triển khai vũ khí ở Biển Đông. Đây là hình ảnh của ba ông từ đó, tức là Ngoại trưởng Úc và Ngoại trưởng Nhật Bản và Ngoại trưởng Mỹ cùng bắt tay nhau trong cuộc gặp ở Thái Lan hôm vừa qua. Đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo. Thế như vậy chúng ta thấy rằng vấn đề quốc tế đang rất quan tâm đến vùng Biển Đông của Việt Nam. Đây thực sự như là một thùng thức súng, nó rất nóng và bất cứ lúc nào nó cũng có thể xảy ra chiến tranh. Chỉ cần giữa Trung Quốc và Việt Nam có va chạm bằng vũ khí, tức là chỉ cần một bên nào đó họ có thể nổ súng trước, thì bên kia lập tức là phải nổ súng theo, và nó sẽ trở thành một cái cuộc chiến tranh được phát động ngay trên bờ Biển Đông. Bởi vì với chỉ một cái vấn đề nhỏ, đó là việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò vào bãi tư chính của Việt Nam, mà Trung Quốc đã huy động tới 80 chiếc tàu để bao vây và những cái tàu cảnh sát biển của Việt Nam cũng như là tàu ngư dân của Việt Nam ở đó, xua đuổi tàu Việt Nam ngay trên cái chủ quyền của Việt Nam, thì chỉ một động thái nhỏ là có thể bùng nổ cái chiến tranh rất tai hại này. Mà như các bạn đã biết, khu vực Biển Đông là cái vùng biển rất quan trọng đối với thế giới. Nó đã là góp phần cho cái việc tự do hàng hải giữa nhiều nước khác nhau, và cái buôn bán đi qua cái vùng biển này, được hàng hóa được trở qua lên tới 5.000 tỷ USD một năm, thì đều là rất lớn. Và ngoài ra là rất nhiều hãng hàng không cũng bay qua khu vực đó, rồi những cái hoạt động khác nữa. Và cụ thể nhất đó là gần đây chúng ta đã chứng kiến việc sau khi Trung Quốc bắt đầu tập trận ở vùng Biển Đông, thì Mỹ lập tức không thể để cho Trung Quốc có thể tự tung tự tác trong cái vùng biển này như là ao nhà được. Bởi vì các bạn cũng biết Hải quân Việt Nam thì rất yếu, rất nhỏ, và không thể nào đương đầu với Trung Quốc được. Cho nên là Mỹ đã ủng hộ Việt Nam bằng cách là lên tiếng phản đối nước lớn là Trung Quốc không được bắt nạt nước nhỏ là Việt Nam. Và đồng thời bằng hành động cụ thể, họ đã đưa tàu sân bay từ căn cứ của họ bên bờ biển Nhật Bản đi sang Philippines, mà các bạn cũng chứng kiến trong thời gian vừa qua, tức là đi qua Biển Đông để thách thức Trung Quốc về việc là họ đã công bố cái đường lưỡi bò đó là vùng biển của họ. Nhưng điều đó là không đúng, và hiện nay các nước quốc tế liên tục đấu tranh. Và hơn nữa, một mặt khác, các bạn cũng đã thấy truyền thông Nhật Bản cũng bắt đầu là chỉ ra mưu đồ của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong hình ảnh này các bạn thấy hình ảnh là với dòng chữ là Trung Quốc hung hăng trước ASEAN, thận trọng đặt nền móng cho đàm phán COC. Báo Nhật Bản Asahi là tờ báo rất lớn của Nhật Bản đã viết như vậy. Vào hôm 31 tháng 7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dẫn đầu phái đoàn sang thăm hội nghị tham dự hội nghị ngoại trưởng ASEAN, tức hội nghị AMM. Thì đây là hình ảnh các bạn thấy Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bangkok trong thời gian vừa qua. Và tất nhiên với cái diễn đàn ngoại giao thì làm cái điều mà rất quan trọng đối với các nước ở châu Á cũng như trên thế giới. Bởi vì tất cả những cái tranh chấp nên và đầu tiên là phải giải quyết trên con đường ngoại giao, chứ không thể dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực như Trung Quốc đã làm. Và chính vì vậy, như các bạn cũng đã biết, Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc hội Úc đã tuyên bố là Trung Quốc độc tài và hiểm ác như phát xít. Vì ông thấy rằng Trung Quốc luôn đe dọa dùng vũ lực và không nỗ lực tìm mọi cách để qua con đường ngoại giao để khôi phục cái quan hệ giữa các nước với nhau và đưa ra những giải pháp. Thế còn ngoài ra, những cái nước mà Việt Nam luôn gọi là anh em
và cùng ý thức hệ cộng sản như Lào, Cuba hoặc Bắc Triều Tiên trong thời gian vừa qua thì sao? Thì các bạn thấy rất rõ ràng là họ vẫn im lặng, mặc cho Việt Nam bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo mà không hề nói bất cứ câu nào. Không những thế, như Bắc Triều Tiên họ lại còn thử vũ khí hạt nhân. Đấy, các bạn thấy, họ bắn thử vũ khí hạt nhân, rất nhiều những quả tên lửa, vũ khí tầm xa, và điều này gây tai hại, tức là nó thêm như là đổ thêm dầu vào lửa. Tức là những cái nước mà thể chế độc tài như vậy, như Việt Nam, Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên đều là do Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì họ thường xuyên có những cái cách hành xử rất là bất tuân pháp luật quốc tế như thế này. Khi mà Triều Tiên đang bị cấm vận thì họ mặc dù rất khó khăn nhưng họ vẫn dồn tiền để làm vũ khí hạt nhân và gây ra những cái lo ngại rất lớn cho các nước xung quanh. Nhưng khi những cái nước khác mà cần hỗ trợ, những nước anh em như Việt Nam, thì những cái nước như Lào, Cuba hay Bắc Triều Tiên họ không hề nói câu nào để ủng hộ Việt Nam cả. Mà Việt Nam của chúng ta thì cũng đã giúp cho Bắc Triều Tiên rất nhiều về mọi mặt, trong đó có cả viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên. Thế nhưng mà khi cần thì họ không hề lên tiếng. Còn những cái nước như các bạn thấy như Nga hoặc là Campuchia thì sao? Thì đối với Campuchia thì không những không giúp Việt Nam, họ lại còn có mưu đồ, tức là có ý đồ bị Mỹ phát hiện ra là có khả năng là cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự ở ngay cái vùng bờ biển gần sát Việt Nam, biên giới Tây Nam của Việt Nam. Nó sẽ uy hiếp rất lớn về toàn bộ vùng miền Nam Việt Nam, cũng như từ đó có thể thiết lập các sân bay và các đường bay bay thẳng đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh để có thể tấn công hoặc thả bom hoặc là làm tất cả những cái khống chế khác để Việt Nam không thể làm gì được ở Trung Quốc, bởi vì là Trung Quốc đang rất muốn thuê cái quân cảng này của Campuchia. Còn Nga thì với vai trò là một nước lớn ở trên thế giới cũng như là một cái đối tác quan trọng và lâu năm của Việt Nam, nhưng Nga cũng không hề lên tiếng trong cái thời gian vừa qua khi mà Việt Nam đang lâm nguy. Và ngay cả trong thời điểm này khi tàu Trung Quốc đã rút về địa phận của họ, nhưng không có nghĩa rằng là họ sẽ không quay lại, mà đấy chỉ là một phép thử mà Trung Quốc đang muốn thử Việt Nam sẽ đứng về đâu, nói như thế nào, và các quốc tế trên thế giới sẽ phản ứng như thế nào khi Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Thì đấy là cái điều mà Việt Nam cần phải tỉnh táo để bất cứ lúc nào cũng phải đối phó và chuẩn bị với cả những cái đòn tấn công từ Trung Quốc. Còn cái người đứng đầu nhà nước là ai? Là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thì các bạn thấy ông ta trong cả cái thời gian vừa qua không hề xuất hiện trong bất cứ một cái tuyên bố hoặc một cái thông báo nào về cái việc căng thẳng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, mặc dù các nước trên thế giới, trên quốc tế luôn luôn lên tiếng giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam, nhưng mà người đứng đầu nhà nước thì lại không nói bất cứ một câu nào. Thì đây là điều rất lạ, bởi vì có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng là người cũng nhiều tuổi và ông ta được đào tạo theo cái hình thức là tại Liên Xô cũ từ năm 1980, và lúc đó thì chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập vào những cái suy nghĩ của ông, và ông cũng không thể có những cái nhận thức đối với quốc tế, đối với thế giới làm sao để Việt Nam có thể hòa bình và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới để cùng nhau phát triển, mà ông vẫn muốn Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, điều mà đã thất bại từ khắp nơi trên thế giới, từ Liên Xô, các nước Đông Âu và nhiều nước khác đã vứt bỏ cái con đường xã hội chủ nghĩa này rồi, và ông cũng không xuất hiện để nói lên tiếng nói của người dân, và điều này là không thể chấp nhận được. Và nên chăng ông Nguyễn Phú Trọng với tuổi cao sức yếu thì cũng nên nghỉ để dành ghế lãnh đạo và những cái vị trí đó cho những thế hệ trẻ thông minh hơn, được học hành, được học tử tế hơn, cũng như là có trình độ tốt hơn về ngoại ngữ và pháp luật quốc tế. Như vậy thì Việt Nam của chúng ta mới có thể phát triển và hội nhập cùng với thế giới văn minh.